Em xin chào cô chú anh chị và bạn. Đây là cái chiếc xe NVX của Yamaha nha cô chú chị. Thì hôm nay em có làm dàn hơi lại với bê tông bạc lại. Thì đa số những cái xe Yamaha những cái đời sau này là lồng kiến nha cô chú chị, là lồng diesel á. Là em ta gỡ ra thì lồng diesel cô chú chị chỉ cần thấy nó ăn nhớt rồi là nhìn cái dashbo mà nó ra khói á, và nó ẩm dashbo. Rồi cô chú chị có thể là ở nhà thì cô chú chị tận dụng thay bạc lại. Thì nó rất là ok, nó rất là bền của chứ anh chị, không cần làm nhiều. Mà đừng để nó hết nhớt, nó phá cam cò là nó cũng không có bền như của chứ gì. Thì mình chưa ghi nhận ca nào cái lồng hư như của chứ gì. Cái lồng bằng nhôm không á, mà chạy ngoài nó không hư coi chứ anh chị, thấy đặc biệt không? Nhôm không nè. Nhôm á nha. Thì cái lồng diesel là nguyên cái khối nhôm, còn cái lồng rim thái là nguyên cái khối sắt nhìn coi chứ gì, nguyên cái khối sắt. Rồi có chứ chị nhôm. Thì cái phân biệt cái lồng đóng á, coi chứ chị thấy nguyên cái nhôm nó từ ngoài vào trong là nhôm hết, nó không có khớp nào hết. Nhưng coi chứ gì, như đây nè, là nguyên cái nhôm từ ngoài vào trong luôn. Mình phân biệt như vậy. Thì người ta công nghệ diesel người ta là tráng những giống như là người ta nói gọi là cứng như kim cương coi chứ anh chị. Đó, thì mình chạy mình cũng chưa có ghi nhận cái ca nào mà hư. Thì đây nè, mặt bổng rồi vẫn còn đẹp ok cô chứ anh chị. Mặt bổng rồi cũng còn ok. Đó. Thường thì nó ship cái mặt nhớt nè. Mặt nhớt thì mình chỉ cần thay lại, mình vệ sinh trái rồi mình thay lại bạc nhớt thôi cô chú chị. Tuyệt đối không sử dụng trái lô nha, đa số ẹt thay vì sử dụng trái lô là coi như nó kêu lắm cô chú chị. Thì cái phần lồng với tông nè, bạc thì mình chuẩn bị là bạc chính hãng hết nha cô chú chị. Bộ bạc này có 200.000, rẻ nha cô chú chị. Cái gì mà rẻ thì xài. Rồi qua cái phần gì cô chú chị, qua cái phần mấy cái này là mình chưa bao giờ thấy anh em mà chịu khó thay luôn cô chú chị. Còn là rét keo không nè, làm chét keo không. Cái này mình mua một cặp như thế này là khoảng 120 quay đầu. À, rong trên rong dưới luôn rồi chứ gì. Còn là đất keo không. Ở hơi là rất là khó nha cô chú chị. Rồi mình giới thiệu một cái công nghệ là công nghệ VVA, là công nghệ cam á cô chú chị. Công nghệ cam biến thiên thì nằm trên chiếc xe nè. Exeter 155 và anh NVX nè, và R15 là cam biến thiên, là nó xài cam đôi. Thì đây mình có cái trục cam là trục cam nè. Thì cái cam hút là gồm có hai cam, cam xả là một cam nè. Thì cam hút hai cái gói này nè, hai gói này nó lệch nhau cô chị, một cái gói thấp và gói cao chứ nhìn thấy nè. Thì khi hoạt động ở cái giải 6.000 dòng đổ xuống thì nó không kích hoạt cái gói cam, và 6.000 dòng đổ lên thì nó sẽ kích hoạt cái gói cam cao nha cô chú chị, là để cho cái lượng xăng gió mình nó vô nó hút nhiều quá. Đây nè, qua cái này nè cô chú chị thấy không này. Thì thông qua một cái cảm biến nha cô chị, cảm biến nè, cảm biến nè, thì khi này nó kích hoạt thì nó đẩy cái chốt này vô để nó nâng cái gói cam lên cô chú chị, nó nâng cái gói cam. Thì đây có hai gói nè, mình để cái hình cam nè, hai gói. Thì bình thường thì nó chạy gói bên đây cô chị, gói thấp, còn ở 6.000 dòng đổ về thì nó chạy gói thấp, và 6.000 dòng đổ lên thì nó sẽ kích hoạt cái cây này nè, cái chốt này nè, cái van điện tử thôi cô chú chị, nó sẽ đâm cái chốt này qua đây, đâm cái chốt này qua đây. Thì nó sẽ kích hoạt chạy, nó nối gì sẽ liên kết với hai cái này lên thì nó chạy thành cái gói cao này có chứ. Đây đó, thì khi đó nó sẽ chạy cái gói cao, nghĩa là nó liên kết qua cái này nè, nó sẽ liên kết, nó chạy gói thứ hai đó. Đây có chứ, đây nè, nó bấm chốt vô đây và nó khóa, nó xỏ vào đây. Đây nè cô chứ gì thấy nó xỏ nè, nó xỏ qua đây thì nó sẽ chạy cái gói cao thứ hai ở sáng này cho cái xe mình nó bốc nó mượt hơn. Thì đa số này là công nghệ áp dụng ở những cái xe, cái xe đời mới, đời sau này mà công suất nó lớn rồi chứ anh chị. Thì đối với cam đó là gì, mình cho cô chú anh chị xem cái cam ở cái cò mổ ở ngoài thì nó là như vậy nè. Ở đây là cái chốt để kích hoạt nè, mình coi chú anh chị cái chốt kích hoạt nè đó. Thì thường thì Yamaha thì bây giờ là nó sẽ bị ship bạc nhớt coi chứ gì, ship bạc nhớt ở dưới đây nè. Thứ hai là nó sẽ bể những cái con lăng như thế này, bể cái con lăng như thế này. Và thứ ba là nó sẽ bể bạc đạn cam. Thì những cái bệnh đó bạc. Và cuối cùng là CKB hỏng, là báo lỗi 12, là những cái xe NVX bây giờ phải gánh chịu những cái lỗi đó. Và cái rắc ba pha luôn luôn bị cháy rắc ba pha nha các chị. Rắc ba pha thì đây là mình thấy người ta cháy, người ta chế lại rắc ba pha luôn rồi nè. NVX thì nó vỏn vẹn là như vậy. Thì gen của Yamaha, các bạn thấy gen Yamaha mình chưa ít khi thấy gen Yamaha nó kêu như bạn. Gen Yamaha đặc biệt rẻ tiền đó như bạn, chính hãng rất là rẻ, trên dưới dựng 1.3 triệu đổ quay đầu. Đó những xe đời mới gen rất là rẻ mà không bao giờ thấy nó hư.
mà của Honda thì thấy nó hư, Honda thì thấy nó hư miết các bạn ơi. Nhất là phu mập, phu mập này mình chuẩn bị đặt thay một cây của phu mập nữa rồi. Thì đây là trọn bộ mình giới thiệu về cái cảm biến. Thì những cái này anh em mình chế được qua những cái xe đề cũ chắc ngon, quá ngon mà chế cả vấn đề nhưng cô chứ anh chị. À, cô chứ anh chị thấy lên nhớt không? Lên nhớt hay ghê. Thì bốn cái phốt sức bắp cũng là phốt xịn nhưng cô chứ anh chị, nên sử dụng lại đồ chính hãng. Thì mình bốn cái phốt nó chỉ có vỏn vẹn mấy chục nghìn thôi, bốn cái phốt luôn. Thì mình sử dụng là chính hãng nhưng cô chứ anh chị. Cam 2-3 gói này nha. Thì một cái riêng cái hút là 2 gói. 2 gói hút nè. Rồi một cái xả thôi. Xả thì vẫn là xài cam xả áp nhưng mà vẫn là xài xả áp bình thường. Đây nè. Bánh này có cái đồ xả áp nè, vẫn có xả áp bình thường là bên xả. Và có chốt vô giống như Novo vậy đó, mấy đời Novo và mấy đời Air vậy đó. Có chốt xả đây nè. Rồi, mình giới thiệu như vậy nha các bạn. Nói chung là mình vẫn thích cái công nghệ của lồng kiến của Yamaha, là cái trái này là trái dọc nè, trái dọc và những cái hàng chính hãng các bạn. Chính hãng là luôn lỏng nha các bạn, luôn lỏng. Ngay cả Honda bây giờ những cái trái các bạn mua là luôn lỏng hết rồi đó. Các bạn buông xuống là nó lọt cái ủm xuống rồi đó, luôn lỏng nhưng mà chạy lại được nha các bạn. Rồi, các bạn thấy cái trái mà nó kêu trong đó nè. Thì các bạn đừng có mà theo cái phong cách nữa. Nếu mua đồ chính hãng là nó lỏng nha bạn, chính hãng là trái nào cũng lỏng hết, ngay cả quay ếch hay gì là lỏng hết, chỉ có sấy lồng á thì nó sẽ chặt nó bót nha bạn, còn đồ chính hãng là lỏng hết nha bạn. Nhưng mà vô chạy vậy đó mà nó không có dính trái, nó không nặng máy nha bạn. Mình giới thiệu sơ qua như vậy. Đây là cái cam, ba gói cam nè, viên cam hút là cao thấp mình nhìn bằng mắt thấy nè. Thì cái này với công nghệ của Air 155 là với R15 là nó giống nhau. Đây,